Xin chào mọi người, mình là Kim Vạn đến từ Sao Thể Thao đây. Và ngay lúc này đây mình đang có mặt tại sân vận động Thống Nhất và đang diễn ra giải đấu AFC Women Champions League 2024-2025. Và hiện tại là đội Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu với đội Thai Chung Blue World đến từ Đài Loan. Và sau 90 phút thi đấu thì đội Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với tỷ số 3-1. Và bây giờ ngay giờ đây thì cả hai đội sẽ được thêm 3 phút bù giờ. Và sau 3 phút bù giờ thì chiến thắng đã gọi tên đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1. Xin chúc mừng đội Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh đội Đài Loan cùng nhau tập hợp để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến huấn luyện viên cũng như là Kim luôn cổ động viên của mình sau khi có một trận đấu đầu đối với đội Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy kết quả không được như mong muốn cũng như là có một sự khởi đầu khá là đáng tiếc, nhưng mà bọn họ vẫn rất là vui vẻ và cũng như là mỉm cười. Và một điều nữa là bất lợi của họ chính là sân nhà của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thì xét về mặt cổ động viên thì sẽ không nhiều bằng đội Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chung quy họ vẫn đã cống hiến cho các khán giả một màn thiện rất là tốt và cũng như là chiến đấu hết mình. Và đây là hình ảnh của các chiến binh nữ đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội Đài Loan. Và xin mời mọi người cùng xem những hình ảnh về buổi họp báo sau trận đấu giữa đội Đài Loan và đội Thành phố Hồ Chí Minh nhé. So the question is to congratulate for head coach Lu Hongfang. What do you think about the chance of optimistically qualifying for the next round after the Super Series match? Actually, like I mentioned previously, every game is a challenge for us, and we try to overcome game by game, and we try our best to go to the final game and to go as far as possible. And for more from you, the question is, what are your feelings about this game, especially coming back from Europe, and what are your feelings when playing together again with your former teammates before? Actually, I'm very happy to play this game together with my teammates, especially at the Omnium Stadium and Aquafield World Wonderful, with a lot of friends, families, and spectators of the stadium. Actually, this Aquafield, he was and is the most when I was playing in Portugal. Today we won the game together, and I am very happy about this. Yeah.
The question is for the head coach. What do you think when a first half is not possible for the team to score goal, and the decision for team not to play on the side? What were the reasons for that? Actually, the first 45 minutes of the game, we couldn't score because the final pass and the final situation were not completely correct and with lack of accuracy. But we try to find the solution and preparation with what we want. And about the decision for the positioning of the players, it will depend on the tactics and the preparation of the game. And we were lucky when we have players to be able to play in different positions.
today's prevention from you, the prevention is because you are considered to be the most successful female player to play abroad, so it is somehow the pressure for you for this tournament. And the second question is, is it that you were in difficulty for the first half? It was not easy for you, so what was the reason why for the second half? Because two goals, and how these two goals, you know, can give the effectiveness to you later. So, for the first question, actually, before the tournament, I had an injury on my bicep, and I was not able to train for 5 days before the match. Head coach PG asked me if I am able to play, so I told her that I can play, so we went out to the field to play. And actually, I didn't have too much time to get used to either with the new ball, so actually, my ball sensitivity was not good for the first half, and some situation, I was not satisfied with that. But for the second half, when I'm more used to the ball preparation, I can play better. And actually, the time I play in Portugal, they are worse about this, and it can somehow be the pressure for me. But I try to turn the pressure into the motivation. And with the support from on the stand, my family, my friends, and the giving supporter from my team, giving more strength so that I can play. The question was, what do you think about the chance for the team to qualify to the next round after watching the previous game between Odisha and Uruguay ladies? Actually, today for Odisha, they didn't have a surface of some players because they haven't come yet, and Japan, the team of Japan, Uruguay Red, was too strong for them. So I don't think I can underestimate Odisha, and for me, we need to focus on the game, and especially to Odisha, and for the game of Japan, we need to have all the consideration for that, and to make sure how we have a chance to go to the next round. Vừa rồi mình vừa dự xong hợp báo của đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Đài Loan tại giải AFC. Thì ngày hôm nay là trận đấu giữa hai đội. Thì trận đấu đầu tiên là giữa đội Nhật Bản và đội Ấn Độ. Thì đội Nhật Bản chiến thắng đội Ấn Độ với tỷ số 17-0. Và trận đấu thứ hai được diễn ra lúc 19 giờ là trận đấu giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Đài Loan. Thì ngay từ hiệp 1 thì ban đầu là cả hai đội đều hòa với tỷ số 0-0. Và tới hiệp 2 và hiệp 3 thì đội Thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ lại với tỷ số 3-1 và kèm theo 3 phút bù giờ. Thì xin chúc mừng chiến thắng của đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Nhật Bản trong trận thi đấu ngày hôm nay. Và theo mình nghĩ rằng là đội Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hết sức là đúng đắn với chiến lược của mình khi mà đưa con át chủ bài đó chính là chị Huỳnh Như trở về Việt Nam. Và chính vì vậy mà đã giúp cho đội Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội Đài Loan. Đó là một sự khởi đầu khá là thuận lợi. Và vào ngày 9 tháng 10 sẽ là trận đấu giữa đội Đài Loan và đội Nhật Bản, và đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với đội Ấn Độ. Thì nếu mọi người muốn có những tin tức về thể thao một cách nhanh nhất và chính xác nhất thì mọi người có thể follow kênh Sao Thể Thao qua hai nền tảng, đó chính là YouTube và TikTok. Và xin cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc clip của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.